Mấy tuần nay, mình có cơ hội tìm hiểu kha khá về vấn đề sự sống sau cái chết từ một số tác giả nổi tiếng như Dolores Cannon, nhà trị liệu thông qua phương pháp thôi miên hồi quy kiếp trước, Past Life Regression, và bác sĩ tâm lý Brian Weiss cũng sử dụng phương pháp thôi miên hồi quy kiếp trước để chữa trị cho khách hàng. Để viết về vấn đề sự sống và cái chết, sự luân hồi của linh hồn, nghiệp quả, karma là điều rất phức tạp, với vô vàn sự đan xen, kết nối. Những kế hoạch vũ trụ rất lớn mà khó có thể nói hết trong một bài viết ngắn gọn như thế này được. Tuy nhiên, sau khi mình đọc các tác phẩm của Dolores Cannon và Brian Weiss, đặc biệt là cuốn Giữa sự sống và cái chết, Between Death and Life của tác giả Dolores Cannon, mình nhận ra được một số bài học cần thiết cho cuộc sống hiện tại của mỗi người trên trái đất này, nhờ việc vén màn bí ẩn của cái chết. Tại sao chúng ta lại ở trên trái đất này? Mục đích của sự sống trên trái đất này là gì? Tại sao lại có sự sống và cái chết? Xoay quanh vấn đề sự tồn tại của con người thì có vô vàn câu hỏi được đặt ra, và tác giả Dolores Cannon và Brian Weiss trong những buổi thôi miên với các khách hàng của mình đã có cơ hội được phỏng vấn với subconscious mind, tiềm thức của khách hàng, linh hồn của họ, và có được những thông tin về việc sau khi chết thì người ta như thế nào, đi đâu, làm gì, lý do quay lại trái đất, vân vân. Tập hợp lại những kiến thức về luân hồi của các tác giả Brian Weiss và Dolores Cannon thì vòng lặp luân hồi gồm 3 bước rút gọn như sau. 1. Lên kế hoạch cuộc đời. 2. Sinh ra và sống. 3. Cái chết. 4. Đánh giá cuộc sống, review. Và 5. Linh hồn đi dạo. Sau đó lại quay về 1. Lên kế hoạch cuộc đời. 1. Life planning hay lên kế hoạch cuộc đời. Trước khi chuẩn bị xuống trần, trở về với mặt đất, các linh hồn sẽ có bước chuẩn bị cho cuộc đời của họ. Trong cuộc đời này, linh hồn muốn học được bài học gì? Để học được bài học đó, cần có những trải nghiệm gì? Cần gặp những ai? Tương tác với người khác như thế nào? Cần hóa giải những chấn thương, nghiệp quả gì? Vân vân. Trong quá trình lên kế hoạch cho cuộc đời này, các linh hồn có thể tham khảo sự hướng dẫn hay ý kiến từ các master, các linh hồn bậc thầy đã phát triển ở mức rất cao. Ví dụ như Đức Phật hay Chúa Giê-xu cũng là các bậc thầy, để có thể đưa ra một kế hoạch trải nghiệm trên trái đất sao cho đáng giá nhất. Lưu ý, không phải linh hồn nào cũng lên kế hoạch cuộc đời. Nhiều linh hồn sau khi chết thì nhảy vào luôn vòng luân hồi. Tuy nhiên, việc lên kế hoạch sẽ có ích hơn nhiều cho sự phát triển của linh hồn và tận dụng được thời gian trên trái đất này để học được những bài học cần thiết. 2. Birth and life, được sinh ra và bắt đầu hành trình cuộc sống. Mục đích lớn nhất của các linh hồn luôn luôn là sự tự phát triển, cùng với đó là để giải thoát linh hồn khỏi những cục nợ từ những kiếp trước, những tổn thương trong linh hồn do những nỗi đau từ vô vàn kiếp trước để lại. Các linh hồn chọn quay về trái đất này bởi vì trái đất là nơi có năng lượng rất đặc quánh, nhiều cám dỗ, thử thách. Bởi vậy, việc vượt qua được các thử thách ở nơi đây để đi được theo đúng những gì linh hồn đã lên kế hoạch trước, thấu hiểu về bản thân sẽ giúp linh hồn phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào cuộc đời cũng diễn ra theo kế hoạch của linh hồn. Và nhiều bài học phải lặp đi lặp lại nhiều kiếp mới học được, do trải nghiệm và trình độ phát triển của mỗi linh hồn khác nhau. Và trên trái đất này cũng có rất nhiều rào cản, thử thách, cám dỗ, đặc biệt là ego. Cái tôi, bản ngã khiến cho con người sống trên trái đất này dễ mất đi kết nối với sự mách bảo từ linh hồn của họ. Cùng với đó, con người còn có ý chí tự do, free will. Bởi vậy, cuộc đời có thể sẽ đi chệch hướng so với kế hoạch linh hồn đưa ra. Miễn là con người học được bài học gì đó phục vụ cho sự phát triển của họ, giúp nhận thức của họ lên một tầng cao hơn, thì trải nghiệm đó là đáng giá. 3. Death, cái chết. Sau khi trải qua một thời gian nhất định trên cuộc đời này thì sẽ là cái chết. Theo như những báo cáo từ linh hồn của các khách hàng, tác giả Dolores Cannon nhận định rằng ngoại trừ việc đi tự tử do ý chí tự nguyện của con người ra, thì mọi cái chết đều là kế hoạch từ trước của linh hồn đó, bất kể cái chết đó diễn ra như thế nào. Lý do của cái chết thường cao hơn những gì sự nhận thức của chúng ta ở đây có thể nhận thức được. Nhưng khi mà bài học cần thiết đã hoàn thành, hoặc cần phải trả nghiệp, nợ, hoặc chỉ đơn giản là linh hồn muốn trải nghiệm bài học về một cái chết như vậy, thì linh hồn sẽ lựa chọn điều đó. Một lưu ý quan trọng về cái chết là sự chết rất nhẹ nhàng. Nỗi đau đớn chỉ thuộc về mặt thể xác, nhưng ngay khi linh hồn lựa chọn ra đi, thì cảm giác cái chết như việc bạn ngủ một giấc và thức dậy vậy. Bạn không bao giờ phải chịu đựng điều gì mà bạn không chịu nổi, và linh hồn có thể lựa chọn ra đi, tách rời khỏi cơ thể khi nỗi đau diễn ra. Có một câu chuyện mà mình ấn tượng trong cuốn Giữa cái chết và sự sống, kể về một người phụ nữ bị thiêu đốt ở thị trấn nhỏ do cô bị nghi ngờ là phù thủy. Nếu bạn biết về lịch sử thời kỳ phục hưng, bạn sẽ biết những cuộc săn phù thủy hết sức tàn ác thời kỳ này. Lúc bị thiêu đốt trên giàn thiêu, cô lựa chọn thoát rời khỏi cơ thể trước khi thân thể bị lửa thiêu đốt, do cô không muốn những người dân ở thị trấn được thỏa mãn vì thấy cô đau khổ. Lúc linh hồn của cô thoát xác rồi,
thì cô có thể quan sát được cái xác, vỏ bọc của cô trên trái đất này đang hết sức quằn quại, nhưng linh hồn của cô thì vẫn tự do quan sát, không chút đau đớn. 4. Life Review hay đánh giá cuộc sống. Bạn đã từng nghe câu sau khi chết cuộc đời hiện ra trước mắt chưa? Thực chất, việc cuộc đời hiện ra trước mắt ấy là để linh hồn có thể quan sát được những bài học họ đã học được trong trải nghiệm vừa rồi và những gì họ chưa học được, chưa vượt qua được. Để từ đó, họ có thể thêm những bài học này vào phần lên kế hoạch cuộc đời cho trải nghiệm tiếp theo trên trái đất. 5. Spiritual Hangout hay linh hồn đi dạo. Lúc mà linh hồn đi dạo này, có rất nhiều chuyện mà linh hồn có thể lựa chọn để làm. Có thể là học tiếp các bài học từ các bậc thầy, các master, hay nghỉ ngơi dưỡng sức, chữa lành, đặc biệt đối với những linh hồn trải qua cuộc đời hay cái chết hết sức đau đớn. Sau khi đi dạo một thời gian, có thể là vài năm, có thể là vài trăm năm, thì rồi linh hồn sẽ đến lúc cần phải quay lại vòng lặp luân hồi để có thể học và tiến xa hơn trên con đường phát triển của mình. Câu hỏi quan trọng nữa ở đây là, việc biết về cái chết, về linh hồn, tâm linh thì mang lại lợi ích gì đây cho sự sinh tồn của chúng ta trên trái đất này? Với mình, kiến thức nếu không mang ý nghĩa gì với thực tiễn thì dễ quên và thừa thãi lắm. Bởi vậy, khi mình tìm hiểu về ý nghĩa của sự sống và cái chết, về quá trình mà linh hồn trải qua sau khi chết, thì mình cũng rút ra được một số bài học cho cuộc sống như sau. 1. Mỗi trải nghiệm trên cuộc sống này đều là một bài học đắt giá cho sự phát triển của mỗi con người. Lý do linh hồn quay về với trái đất này hay hành tinh này để chịu ăn hành là vì sự phát triển của linh hồn, để học được những bài học cần học. Bởi vậy, mỗi trải nghiệm của bạn ở đây, dù tốt hay xấu, đặc biệt là những thử thách khó khăn, đều là cơ hội cực kỳ tuyệt vời để bạn học hỏi, phát triển. Điều gì không giết bạn thì càng làm bạn mạnh mẽ hơn. Lời bài hát có phần sáo rỗng và nghe rất quen tai này, thực chất lại rất đúng. Bạn ở trên hành tinh này để tôi rèn, phát triển và học hỏi. Miễn là bạn có thể sống được qua mọi thử thách ở đây và nhìn nhận được bài học từ mỗi trải nghiệm thì bạn đã phát triển lên một bậc rồi. 2. Chẳng có gì phải sợ cả. Sau cùng, chúng ta đều là những linh hồn hay những ý thức vô tận, consciousness, chỉ đến trái đất này để học những bài học cần thiết, để làm những điều cần làm, trải nghiệm những điều cần trải nghiệm. Để rồi chúng ta lại về nhà, là cõi linh thiêng. Bởi vậy, tại sao cứ phải để những nỗi sợ về sự bàn tán của người ngoài? Nỗi sợ này, nỗi sợ kia ngăn ta theo đuổi những gì trái tim, linh hồn ta thực sự khao khát. Miễn là bạn hành động đúng với sự chỉ dẫn từ linh hồn bạn, khao khát cao nhất của bạn, thì rồi bạn sẽ được chỉ dẫn đi đúng đường, chẳng có gì phải lo hay sợ cả. 3. Đừng quên bạn là ai. Khi quay về trái đất này rồi, những lực hút của sự cám dỗ, của nỗi sợ rất dễ làm bạn quên đi bạn là ai. Bạn đến đây vì điều gì, điều bạn muốn thực hiện, muốn học hỏi trong cuộc đời này là gì? Nhiều người sẽ rất dễ mang tâm lý nạn nhân khi có khó khăn đổ xuống, sẽ đổ cho cái này cái kia, cho người này người kia, thay vì tự nhận trách nhiệm cho cuộc đời mình. Học cách nhìn rộng hơn để thu nhận những bài học mà linh hồn họ khao khát được học hỏi. Khi bạn biết rằng mọi sự diễn ra trong cuộc đời này đều thuộc về lựa chọn của bạn, ý chí của bạn, nhiều sự kiện còn do linh hồn bạn sắp đặt để dạy cho bạn những bài học cần thiết, thì đấy là lúc bạn nắm chắc tay lái cuộc đời, hợp tác cùng vũ trụ để đạt được những gì bạn khao khát. Có một cách để không quên được rằng trái đất là một trường học. Khi có những drama trong cuộc sống xảy ra, mình thường nhắm mắt lại, tự hỏi bản thân, bài học mà sự kiện này mang lại cho mình là gì? Trong yên lặng, câu trả lời sẽ xuất hiện và bài học sẽ dần dần sáng tỏ hơn. Để nghe được tiếng nói từ linh hồn mình, sự thinh lặng là tối cần thiết. Bởi vậy, nếu bạn muốn phát triển kết nối tâm linh, việc thiền sẽ giúp ích rất rất nhiều. Việc không quên bản thân là ai là điều hết sức quan trọng. Bởi chỉ khi bạn hiểu bản thân, thấu hiểu khao khát thực sự của trái tim thì bạn mới không bị lôi kéo bởi những cám dỗ xung quanh hay những nỗi sợ hãi để có thể sống đúng với chính bạn. Chỉ khi được là chính mình, sống đúng với con người mình thì niềm vui từ tận sâu trong tim mới có thể tỏa sáng. Còn những niềm vui sinh ra bởi những cám dỗ nhất thời thường nhanh đến nhanh đi, sau cùng chỉ để lại bạn đối diện với chính bạn khi cơn mê man đi qua. Sau cùng, việc hiểu biết sâu hơn về linh hồn, về sự sống và cái chết sẽ giúp cho mỗi người có góc độ nhìn nhận sâu hơn về cuộc đời, về việc tồn tại của bản thân trên hành tinh này. Đến cuối, khi ra đi khỏi cuộc đời, điều bạn mang theo không khác gì ngoài những ký ức, bài học, trải nghiệm sống và tình yêu thương. Bởi vậy, mình mong không gì khác là khi bạn xem xong bài viết này rồi thì hãy dành thời gian để trở về với bản thân, với những khao khát thực sự trong tim bạn. Đừng để phí hoài những giây phút được sống hết sức đáng quý này bạn nhé. Chúc bạn bình yên trong giây phút này. Theo bài viết của tác giả Mystic Cat Lady. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spiderum.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.